Hello everyone, welcome back to Learn a New Lesson Looking Back in Unit 8 Phim. Các em ơi, chúng ta có trở lại với chương 8 phim. Ở tiết Looking Back, chúng mình sẽ học tập trung chủ yếu vào vocabulary and the grammar and communication. Alright, phần thứ nhất, vocabulary. Exercise 1. Think of an example of every twice a film in the book. Bài tập số 1 người ta yêu cầu là hãy nghĩ về ví dụ của mỗi loại phim ở trong khung. Ví dụ như là phim science fiction, thriller, documentary, and horror, and romantic comedy, and action, animation. Ok, ở bài tập số 1, example, ví dụ Mr. Bean là một nhạc sĩ. Rồi, bây giờ bạn hãy nghĩ và bạn lấy ví dụ như là Demon Crest, bộ phim tài liệu này. Horror, phim kinh dị. Và Emulation. Rồi, exercise 2. Read the sentences. What type of film are the people talking about? Hãy đọc những câu sau và cái loại phim mà mọi người đang nói về. Ở đây thì có bộ 5 ý. Một là it action were excellent and I love from the beginning to the end. Ở đây thì hành động là thật sự là tuyệt vời và tôi cười từ đầu cho đến cuối đoạn phim. Thì ở đây mình nghĩ ngay đến loại phim đấy là comedy. Tiếp, the ski were no frightening. That I close my eyes. Cái bối cảnh là rất là sợ hãi và tôi cả mà đến nỗi mà đây là sợ hãi tính cái câu cấu trúc sâu rát. Cái bối cảnh sợ là quá là sợ hãi đến nỗi mà tôi phải nhắm mắt lại. Thế đây chính là bộ phim kinh dị, phim horror. I think this film will be liked by people who are interested in the story. Tôi nghĩ cái bộ phim này rất là được yêu thích bởi nhiều người, cái người mà thường thiên hướng thích những cái câu chuyện thật. Thì đây chính là bộ phim tài liệu Documentary. It's hilarious and it's really moving too. Đây là bộ phim thật sự là gây gấn cảm và nó thật sự là cũng là một bộ phim rất là cảm động. Thì đây chính là phim romantic comedy. Đây là bộ phim lãng mạn. Romantic comedy. The exercise 5. The special effects are incredible. The robot look real. Và cái hiệu ứng đặc biệt không thể tin được. Những cái con người máy trông nhìn rất là giống. Thì đây là phim viễn tưởng. Science. Science phim. Alright. Exercise 3. Fill in the blank with ed or verb in adjective. That are formed from the verb in bracket. Hãy điền vào ô trống cùng với tính từ đuôi ed hoặc là verb in và cái dạng động từ ở trong khung đã cho. Một, I have never felt as terrified as I did when I watched that horror film. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ giống như là khi mà tôi xem cái bộ phim kinh dị đó. Ở đây mình sẽ, đây là mình thấy chủ ngữ là gì. Hôm trước mình đã được dạy ai thì là câu này sẽ phải là ed.
35. In spite of spending millions of dollars on the film, it's worth, mặc dù là tiêu hàng triệu đô la vào phim, nhưng mà nó thật sự là đáng thất vọng. Đây là chỉ vật này, chỉ vật thứ gì đó. Rồi thì mình sẽ phải dùng là disappointing. Disappointing. Alright, tiếp. They found this behavior annoyed. Tôi thấy là cái hành động này của anh ấy, tức là hành động anh đấy sẽ là một cái gì đó, cái hành động anh ấy rất là đáng phiền. Burping. We were satisfied. Chúng tôi là cùng với những cái dịch vụ ở trong ở rạp chiếu. Rồi. Năm. We found the film lot shock. Ở đây sẽ là shocking. Chúng tôi tìm thấy là cái phim cái nhân vật phim ấy, những cái nội dung phim thì thật sự là đáng kinh ngạc. The exercise for complete the sentence, the second sentence is peer using the word in bracket. The meaning of both sentences should be the same. Hãy hoàn thành câu thứ hai ở trong mỗi câu sau và sử dụng cái từ ở trong khung. Tôi đã cho trong khung và ý nghĩa của cả những cái câu thì sẽ được giống nhau, nên giống nhau. Câu thứ nhất, they found the film excited, thì người ta đã có câu, người ta cho excited. Mình sẽ chỉnh lại. Chúng ta thấy cái phim này rất là, họ thấy phim này rất là một cái bộ phim, đấy là bộ phim rất là tuyệt, thì là they excited about the film. Excited. Chỗ trống này mình sẽ phải điền là were excited. Tiếp. The film bored themselves, they left halfway through it. Cái bộ phim thật sự là chán nản. Vì vậy nên họ đã rời một cách nhanh chóng, mặc dù họ đã rời nhanh chóng. Thì viết lại là giờ phim quá là chán đến nỗi mà họ rời chúng luôn. Từ phim chỗ này sẽ là chỗ này sẽ phải viết là were boring so, đúng không nhỉ? The ending of film the world quite moving. Cái kết phim thật sự là cảm động. Mình sẽ viết lại we were moved. Câu bị động. Chúng tôi rất là cảm động vào cuối phim. Rồi his new film is really surprising. Cái bộ phim mới của anh ấy thật sự là đáng kinh ngạc. Thì câu này sẽ là bạn sẽ cảm thấy là đáng kinh ngạc. Câu bị động. Bạn sẽ cảm thấy đáng kinh ngạc mà trước cái bộ phim mới của anh ấy. Phần lớn mọi người là rất là bối rối bởi cái hành động, cái cách mà anh ấy đối xử. A lot of people find the way he behaved and find the way he behaved. Confusing. Alright. Uncrammer. Exercise Fry met the first half in A with the siêu table half in B. Hãy nối những cái cột đầu tiên ở cột A cùng với những cột ở cột B. A. Although he set up early. Mặc dù là anh ấy đã dậy rất là, chuẩn bị rất là sớm này. Rồi, chuẩn bị rất là sớm. Nhưng anh ấy đã đến muộn. Nhưng mình thấy những hai câu với một với hai có cái sự trái ngược nhau và nối bởi but
mặc dù đúng không? Mặc dù despite public bruster, mặc dù là cái public bruster câu thứ hai, chính phủ đã quyết định cấm bộ phim đã được post lên công chúng, nhưng mà chính phủ đã, cái này phải là ý e, nhưng mà chính phủ đã quyết định để cấm phát hành phim Inspire of the High Price, mặc dù là giá cao. Nhưng mà cái bỏng ngô, bắp da ngô vẫn được bán rất là tốt. Cái vé xem The Ticket Price have been quite high. Cái vé xem phim thật sự là cao. Nhưng mà tuy nhiên thì nó nhưng mà tuy nhiên nó giảm bây giờ. Đã từng rất là cao nhưng mà bây giờ thì nó giảm rồi. Rồi, mặc dù là tôi không thích tới để xem cái bộ phim đó, cái rạp chiếu phim đó, nhưng mà nó, mặc dù tôi không thích để xem cái rạp chiếu phim đó, nó sẽ tốt hơn ở nhà, nếu nếu mà ở nhà. The communication numbers the list of dialogue in the correct order. Ở bài tập 6 người ta yêu cầu là hãy đánh số những cái dòng sau ở trong cái cuộc hội thoại trong cái thứ tự đúng, the correct đúng. Mình sẽ đánh số How about going to the movie? Trước khi đánh thì mình sẽ dịch 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 toàn bộ những cái này và mình thấy cái sự logic là tiếp nối thì mình sẽ điền để theo một cái thứ tự. Ví dụ như là How about going to movie? Chúng ta xem phim như thế nào nhỉ? Đây là một câu mời. I think now you see me would be a good choice. Tôi nghĩ là bây giờ chúng mình sẽ bạn sẽ bây giờ thì bạn sẽ xem tôi, you see me. You see me, đây là một bộ phim này. Now you see me. Tôi nghĩ là cái một cái bộ phim này sẽ là một cái lựa chọn tốt. Thứ hai là where should we meet? Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu? The sound pretty good. I've seen the trailer. Thì nghe rất là tuyệt đấy. Đây là một cái bộ phim rất là tuyệt đấy. Và tôi vừa mới xem cái đoạn quảng cáo ngắn của nó. What are you doing tomorrow? Bạn đang bạn sẽ làm gì ngày mai? Tối mai. Quick movie. Cái bộ phim nào là perfect này, lời khen này, I can pick you up này, tôi có thể đón bạn. There is 7 o'clock arrive for you. Thì 7 giờ là ổn với bạn không? Nothing much. Không có gì. Why do you ask? Tại sao bạn hỏi? Thì ở đây thì mình thấy là lời mời đầu tiên thì sẽ là mở cuộc mở đầu. What are you doing tomorrow tonight? Cái này sẽ là ý một. Tiếp. Cô hai not say much. Không có gì cả, không làm gì cả. Tại sao bạn lại hỏi như vậy? Thì đấy, rồi. Bắt đầu có một sự logic. Và bắt đầu là tới đây thì khi mà trả lời không có gì thì sẽ rủ đi xem phim. How about going to the movie? To the movie. Cái này sẽ là câu dụ. Và tiếp theo là câu trả lời. Which movie? Phim nào? I think now you see me would be a job. A good choice. Rồi, cô tiếp, that sound nghe tuyệt đấy, 7 perfect, đồng ý, tán thưởng. Và where we should meet, bắt đầu hẹn hò, bắt đầu hẹn hẹn và định vị nơi. Đây, where should we meet, chúng ta nên gặp nhau ở đâu? H sẽ là 9. Alright, finish now, you can use words and phrases for different types of film. And this list the use of ED and English adjective. And you collect although this by inspire forever and never select. And talk about the favorite film. Write a film review. Bây giờ kết thúc thì bạn có thể sử dụng được các từ cụm từ cho những loại phim khác nhau này và phân biệt cách sử dụng mà cái tính từ có đuôi ed và ing này, và sử dụng các từ nối là mặc dù, các từ nối mặc dù, although này, despite, in spite of, the however and nevertheless, và nói về những cái bộ phim ưa thích. Viết cái bình luận về một bộ phim này. Rồi.
the project and look at the film poster below and think about the following question. Cái phần kế hoạch là hãy nhìn vào những cái bức ảnh tranh dưới đây và nghĩ về những cái câu trả lời câu hỏi sau. What is purpose of the film poster? Và cái bộ phim ở trong poster là gì? What do you like? Bạn có thích hay không? What information can you find on the poster? What are the information could you include? The film. And choose one of your favorite film and design a poster for it. Hãy chọn một bộ phim ưa thích và thiết kế cái ảnh cho nó. Và organize an exhibition of film poster in your class. Hãy tổ chức một cái cuộc triển lãm những cái bức ảnh phim ở trong lớp của bạn. Ở đây người ta đã cho hai bộ phim Crazy Coconut thuộc thể loại romantic comedy và bộ phim Job Wrapped. Đây là phần kế hoạch nên các em sẽ làm ở nhà, cô chỉ giới thiệu và hướng dẫn cho chúng mình thôi. Chúc các em có một cái buổi học hiệu quả. Thank you for watching.